7 cái lầm tưởng khi chúng ta học ngoại ngữ. 7 lầm tưởng đó là gì? Thứ nhất, bạn phải có năng khiếu mới học được ngoại ngữ. Câu chuyện về gì ạ? Câu chuyện về Helen Keller đã cho chúng ta thấy rằng là gì ạ? Không phải có ngoại có năng khiếu mới học được ngoại ngữ. Đúng nào? Cần cù mù thông minh. Bản thân mình không phải là người học từ vựng nhanh. Mình cần một quá trình tích tiểu thành đại. Thậm chí chồng mình học từ vựng nhanh hơn mình, nhưng mình lợi thế hơn anh ấy là cái gì ạ? Cái phát âm. Còn học từ vựng là anh học nhanh hơn mình. Đúng không nào? Mặc dù mình là người dạy tiếng Anh, anh thì chồng mình có thể là người học tiếng Anh không giỏi. Nói tiếng Anh chỉ là nói, gọi là nói bồi thôi, anh không học tiếng Pháp. Nhưng chính anh là người đọc truyện cho các con mình bằng tiếng Anh chứ không phải là mình. Và chính anh là người nói tiếng Anh với con mình nhiều hơn chứ không phải là mình. Và con mình được ảnh hưởng cái sự tự nhiên trong việc học ngôn ngữ là từ anh ấy. Tiếp theo, bạn phải sống ở môi trường nói tiếng Anh thì mình có thể học tiếng Anh tốt. Trời ơi, mình đã từng đi du học bao giờ đâu. Và mình đi nước ngoài là khi mình biết tiếng Anh nữa chứ. Nhưng khi mình đưa các học viên của mình ra ngoài để nói chuyện với người nước ngoài, họ lại nghĩ là mình đã đi du học rồi. Và họ phải ghé vào tai mình và nói rằng là bạn nói tiếng Anh còn hay hơn người bản địa. Nói như, bởi vì sao? Bởi vì không phải người bản địa nào cũng nói tiếng Anh hay đâu các bạn ơi. Cũng giống người Việt Nam mình thế. Không phải người Việt Nam mình cũng nói tiếng Việt nào chuẩn. Sẽ có những từ phương ngữ giống như mình ở quê. Đúng nào? Đấy, thì có những cái gọi là có những buổi mình đưa học viên ấy đi ấy, mình được trở thành là star, self-centered, như gọi là tỏa sáng ở đó ấy. Bắt đầu xung quanh sinh viên ấy bắt đầu đến hỏi thăm. Mình hỏi đây có cái thẻ cạc ấy, cạc visit, cạc kiểu giới thiệu ấy. Đây, tôi ở đây thế này đi giới thiệu lên mắc cười lắm. Hồi đấy trẻ con mà, đấy. Thì có là những cái để mình muốn nói với các bạn là không nhất thiết phải sống trong môi trường nói tiếng Anh thì các bạn mới gì ạ? Mới nói tiếng Anh giỏi đâu. Tự học thì ở đâu cũng là môi trường tiếng Anh hết. YouTube là một cái kho tàng kiến thức rộng lớn cho các bạn để các bạn có thể ngấm tiếng Anh mà không cần đi du học. Đúng nào? Chỉ trẻ em mới có thể học ngoại ngữ tốt. Trời ơi, thế ông Henry Schliemann với bà Helen Keller thì sao? Đúng nào? Bà Helen Keller thì nói được 5 ngôn ngữ trong khi bị mù câm điếc. Đúng nào? Ông Henry Schliemann thì gì ạ? Cái khả năng nhớ của ông không tốt vì mà ông có thể thông thạo trên chục thứ tiếng. Đúng nào? Để học ngoại ngữ cần phải học trong những lớp học chính thống tào lao. Không nhất thiết cứ phải học trong cái gì ạ? Lớp học chính thống đâu. Tự học. Tự học không có nghĩa là mình không cầu học, mình không đi lớp học hoặc là mình không học từ người khác, không phải. Nhưng khi mình học từ người khác, mình cầu học hoặc mình sử dụng app, đó chỉ là một cái sự hỗ trợ, là nằm trong thế là mình chủ động đi tìm chứ không phải mình bị động lệ thuộc các bạn nhé. Mình tự học không có nghĩa là mình không đi học trung tâm, mình không cầu học. Mình vẫn học từ trung tâm, mình vẫn đi cầu học nhưng mà mình không lệ thuộc các bạn ạ. Tự học vô cùng quan trọng. Các bạn đừng hiểu nhầm tự học không cái là học một mình không có ai. Đừng có hiểu nhầm như thế. Nó là vị kỷ quá. Chúng ta cần học tập lẫn nhau mà. Bạn cần phải giao tiếp tương tác mới học được. Cũng không hẳn. Đúng là tiếng Anh là mình cần phải mình chọn con đường giao tiếp tương tác. Bởi vì hồi đấy mình còn năng động trẻ con. Thế lúc mình có con rồi thì sao? Không nhẽ ở nhà một mình có nghĩa không học được à? Ở nhà nghe mình không học được cả, trong khi bây giờ mình đang học hành anh trong hàng Nhật nè. Ồ, không nhẽ mình không học được hả? Được. Một khi các bạn đã hiểu được công thức, hiểu được phương pháp rồi thì các bạn có thể tự học mà không cần sự tương tác. Và ví dụ như mình, khi mình ngày xưa có con, mình không học được tiếng Trung tương tác, mình tự học thì mình có thể học bằng cách là tự đọc. 这是个人的隐私, 请大家不要 继续谈下去. Hoặc là gì ạ? Giống như ông Harry Schliemann ấy, ấy. Hoặc là mình tự viết một cái gì đó mình thích, hoặc là mình nghe cái gì đó thích. Và mình cứ chuẩn bị như thế. Và đến khi mình gặp được cô người Trung cái là mình dạy cho họ là mình phải chuẩn bị từ vựng của tiếng Trung là thực hành luôn. Và giống như kiểu bao nhiêu kỹ năng lâu giờ đã chuẩn bị, bây giờ đến chỉ có việc là gì ạ? Tỏa sáng nữa luôn. Và không có cái gì là thừa cả à, nó là những mảnh ghép vào với nhau. Đó là do vì sao cố bảo tại sao học nhanh thế. Và mình phải nói không đâu, tôi đã chuẩn bị từ trước rồi. Và bây giờ chẳng qua là gì ạ. Bây giờ tôi có môi trường, tôi mới tìm được môi trường nên tôi thực hành thôi. Và sau đó là tương tác thôi. Đúng nào? Nếu như các bạn chưa có môi trường để tương tác, các bạn cứ tự học đi. Các bạn cứ chuẩn bị trước đi. Khi nào có môi trường rồi gì ạ, chúng ta bắt đầu sử dụng những kỹ năng mình đã học lâu giờ ứng dụng vào thì nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Nhanh hơn không có nghĩa là không chập choạng nhé. Có chứ, có chập choạng. Ví dụ như khi mình bắt đầu mới giao tiếp với cô người Trung, nghe không hiểu. Tớ nói những từ cơ bản mà nghe không hiểu. Nhưng mà và tức của chỗ đó là đã học rồi, đã biết rồi, thực hành rồi mà nghe không hiểu mới tức. Thà không biết, biết mà không hiểu, nó rất là tức.
nhưng mà mình vẫn kiên nhẫn vì mình đã có được trải nghiệm một tiếng tiếng Anh rồi, nên mình vẫn kiên nhẫn lặp đi lặp lại. Thì chỉ có khoảng một tuần cho bộ não làm quen thôi, sau đó bộ não bắt đầu lục ra những cái mình đã học, bắt đầu mình triển khai rất là nhanh và học đâu hiểu đấy, nó rất là nhanh. Và sau đó cô ấy phải rất là ngạc nhiên đó. Tôi muốn học nhưng tôi không có thời gian. Xạo quá. Đây là sự gì ạ? Excuse. Don't make excuse. Excuse có nghĩa là ngụy biện, lý do, lý trấu. Đâu nhất thiết phải học 30 phút hay là 1 tiếng đâu, 1 phút cũng được, 30 giây cũng được, 5 phút cũng được. Ủa không nhẽ một ngày không dành được 1 phút để học sao? Có thể dành được 30 phút để lướt Facebook mặc dù nó chả có nội dung gì, mà không thể dành được 1 phút để mà học tiếng Anh sao? Đúng không các bạn? 30 giây không có hay sao? Cái hồi mà mình chăm con, tức là hồi mà mình sinh em bé, sinh Thiện Tâm, bởi vì mình sinh mổ nên mình thấy được cái tác hại của sinh mổ rất là nhiều, nên mình muốn luyện bộ não của mình. Với hơn nữa sau khi sinh mổ mình bị những cơn đau ập tới, đau của sinh mổ, đau bị trào ngược dạ dày, bị dị ứng ngoài da. Và nếu như mình cứ chịu, mình cứ chấp nhận dày vò bản thân trong những, và đau đầu nữa, mình cứ để những cái cơn đau này dày xéo mình không thể chăm con tốt được. Mà quan điểm của mình là mình muốn kết nối hai anh em với nhau, và mình không kiêng cự để đưa hai anh em cùng đi chơi ở sân chơi. Vậy để làm sao để mình có thể đánh lạc hướng được những cơn đau đó? Đó là học. Mình sinh con ra một thời gian, bắt đầu mình lao vào học ngôn ngữ và đưa con đi chơi, mình nghe thụ động. Khi con về ngủ rồi, bên trong giường của con ấy, cái cuốn sách mà truyền nhiệt viết về bằng tiếng Anh ấy, ru con bằng những cái câu nói bằng tiếng Anh cho rất là hay. It's not so more, not something that makes it angry. Vậy đó. Thì mình sẽ tận dụng thời gian mọi lúc mọi nơi cho con nghe nhạc bằng tiếng Anh hoặc ngôn ngữ mình thích. Tắm với con tất cả sử dụng bằng ngôn ngữ, hoặc mình học tiếng Trung, tiếng Hàn thì gì ạ? Lúc con chơi là tranh thủ làm mấy clip, làm mấy cái video để một lần làm, là mình tự tạo môi trường cho mình. Thành ra là các bạn, ví dụ các bạn xem TikTok hoặc là mình sẽ gửi cho các bạn trang tôi tự học ngôn ngữ của mình nhé. Các bạn sẽ thấy những clip, cái đó làm để mình train não bộ, để mình đánh lạc hướng những cái cơn đau nó ập tới. Đấy, thế nên đừng có nói rằng là gì ạ? Học mà không có thời gian nhá, đó là excuse. Quá ám ảnh với sự hoàn hảo, cái này là người Việt Nam mình nói chung là ai cũng bị, và mình cũng bị. Phải ngữ pháp chuẩn, phải phát âm thật ngọt ngào, đúng là phải nói câu văn thật trôi chảy, lưu loát, thật nhanh thì bắt đầu mới đi giao tiếp. Nhưng mà các bạn biết không, if you want to speak well, if you want to speak fluently, you must speak badly. Nếu như các bạn muốn nói thật hay, thật trôi chảy, thì các bạn cần gì ạ? Nói tệ. Và gì ạ? Liên tục thực hành thường xuyên. Hãy nhìn một đứa trẻ, nó đâu có chờ đến khi nào nó đã nói được một câu dài đúng cấu trúc ngữ pháp nó mới nói đâu. Nó phải nói ra, người ta mới biết, thì người ta mới chỉnh cho nó đó chứ. Cái quá trình để mình học được ngữ pháp tốt, kể cả tiếng Trung và tiếng Anh, tiếng Trung là mình không học ngữ pháp phân tích đâu, mình học được ngữ pháp là đó là nhờ qua nói chuyện với người nước ngoài. Người Trung bắt đầu mình bắt đầu suy ra, à tại sao sự câu này như thế là mình tự tư duy ra. Cái gì mà tư duy không nổi mới lên Google đấy. Thì mình nhận ra rằng là khi các bạn thực hành với người bản địa thì các bạn sẽ được ảnh hưởng cách nói chuyện của họ, và các bạn sẽ tự rút bìa được cấu trúc ngữ pháp một cách tự nhiên. Và cách giải thích ngữ pháp của mình cũng là mang tính gọi là thực tiễn thôi, chứ không phải mang tính là lý thuyết, bởi vì mình cũng đâu có học ngữ pháp bài bản đâu. Cả tiếng Anh cũng vậy, mình không học ngữ pháp bài bản, đụng đâu học đấy, và cái nào mình sử dụng thì mình hiểu được bản chất của nó mình xài thôi. Đừng có để ám ảnh về sự hoàn hảo, cứ nói sai. Và sai chính là gì ạ? Chúng ta tạo nên số lỗi lầm chứ không phải lỗi lầm tạo nên chúng ta. Thế nên là cái việc mà sai lầm đó là một giai đoạn rất tự nhiên và cần phải có cho con đường gì ạ? Tiến tới sự tiến bộ và thành công. Chúng ta hãy hỏi những người thành công mà coi, càng thành công thì sai phạm càng nhiều. Và giống như gần đây nhất mình xem một cái nói về là gì ạ? Creativity of brain, cái sự gọi là sáng tạo của não bộ. Thì những người nổi tiếng họ đều nói rằng là cái sự tôi có được sự sáng tạo này là nhờ lịch sử của những người đi trước, nhờ những cái có sẵn, và sau đó tôi mới sáng tạo, chứ không phải sáng tạo theo kiểu là gì ạ? Mới tinh. Và cái thứ hai nữa là tôi càng sáng tạo tôi càng phạm nhiều sai lầm, nhưng mà nhờ những sai lầm đó mới có tôi ngày hôm nay. Nên sai lầm là những cái rất là bình thường, nhưng chẳng qua do chúng ta bị ảnh hưởng cái cách giáo dục lâu giờ là gì ạ? Phải đúng, không được sai. Thành ra chúng ta bị một cái gọi là tâm lý sợ. Thì tôi biết rằng là việc thay đổi tâm lý nó rất là khó, nhưng nếu như chúng ta không thay đổi, không cho một cái niềm vui trong tâm, không tạo một sự tích cực, chúng ta hãy xem cái nỗi sợ đó là cái không tốt, và chúng ta hãy sử dụng ý thức, cái tích cực để đấu tranh lại với nó. Mà mình vẫn phải vượt qua nỗi sợ đó, vì không vượt qua thì không thể nào mà thành công được các bạn ạ. Đúng nào.